Chào mừng em quay trở lại với Tech Room. Dù không sở hữu một thông số phần cứng quá là khủng khiếp hay là những chứng dịch truyền thông gì đó đặc biệt, nhưng Oppo A92 vẫn là một chiếc điện thoại rất là thành công trong phân khúc tầm trung nửa đầu năm 2020. Mà 2020 là một cái năm rất là tồi tệ dành cho thị trường di động bởi những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh. Kế thừa sau A92 thì đây là A93, một chiếc máy sở hữu những nâng cấp về mặt ngoại hình, màn hình và camera. Thì mình nghĩ với những nâng cấp đó không có lý do gì mà A93 lại không tiếp tục thành công và đón nhận được cái sự ủng hộ của người tiêu dùng trong nửa cuối năm nay cả. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ những trải nghiệm khá là chi tiết của mình cùng sản phẩm Oppo A93. Đầu tiên là về ngoại hình. Trong 2 năm trở lại đây thì điện thoại Oppo làm thật sự rất là đẹp. Thương hiệu này kiểu như dẫn đầu thị trường, mang đến những cái nâng cấp tính năng rất là mới về mặt thiết kế của sản phẩm. Đồng thời kiểu như họ hiểu rõ cái thị hiếu người tiêu dùng cần thiết cho một chiếc smartphone thế nào, mà họ liên tục tạo ra những chiếc máy thật sự rất là đẹp. Và đương nhiên A93 không nằm ngoài xu thế đó, đây vẫn là một chiếc điện thoại rất đẹp đến từ thương hiệu Oppo. Bắt kịp xu hướng mặt lưng làm dạng bóng mờ trên những sản phẩm cao cấp trong thời gian gần đây, thì Oppo A93 cũng sở hữu một thiết kế được hoàn thiện dạng nhám. Lớp phủ bóng mờ trên sản phẩm giúp cho việc cầm nắm được dễ dàng, thuận tiện hơn, không để lại mồ hôi dưới vân tay. Đặc biệt, Oppo cũng nhấn mạnh rằng lớp phủ mờ của họ là dày hơn những lớp phủ mờ truyền thống, giúp cho chúng ta cũng không cần lo lắng về việc là dùng lâu cái lớp phủ nhám này có bị bong tróc hay là bị mài mòn theo thời gian hay không. Và cũng nhờ lớp phủ mờ dày hơn nên chúng ta cũng có được những họa tiết đặc biệt trên mặt lưng này, không giống như những mặt lưng mờ khác là chỉ có một màu. Chúng ta sẽ có hiện tượng chuyển sắc khi nhìn với các điều kiện ánh sáng khác nhau, cũng như họa tiết đường tròn động tâm được tập trung ở phần camera của sản phẩm. Trên mặt lưng của Oppo A93 chúng ta cũng có thêm một cụm camera 4 cái được đặt theo hình vuông, trông khá là tinh tế, và một đường cắt từ cụm camera này chạy dọc sản phẩm. Những chi tiết nhỏ thế này mang lại một cái sự ấn tượng và tính nhận diện cao hơn cho sản phẩm của Oppo. Không chỉ đẹp, Oppo A93 còn là chiếc máy khá là mỏng và nhẹ. Trong thời gian gần đây, mọi người có vẻ tập trung và quan tâm cho thời lượng sử dụng ở viên pin trên sản phẩm mà quên mất cái thiết kế và độ mỏng của sản phẩm cũng rất là quan trọng. Người ta bắt đầu chấp nhận về việc một sản phẩm có thể to, dày, nặng và cục mịch, đánh đổi cái tính di động đó bằng một thời lượng sử dụng tốt hơn. Nhưng mà để mình chọn thì đương nhiên mình vẫn sẽ chọn một chiếc máy vừa mỏng nhẹ và vừa có pin trâu. Và Oppo A93 là một chiếc máy như vậy, với độ mỏng rất là đáng kinh ngạc, 7.48mm và trọng lượng chỉ 162g thôi. Thì sản phẩm này hoàn toàn có thể sử dụng cho cả đối tượng người dùng nam và nữ, tính di động cực kỳ cao, cầm nắm sử dụng lâu hay đút túi thì dễ dàng. Nói về cảm giác sử dụng hay là form cầm nắm thì Oppo A93 khá giống chiếc Reno 4, có điều là nó mỏng và nhẹ hơn. Về màn hình, Oppo A93 là sản phẩm đầu tiên của A-series sở hữu màn hình AMOLED. Nâng cấp này về màn hình chính là điểm mình cảm thấy ấn tượng nhất trên Oppo A93 trong phân khúc giá 7 triệu đồng. Màn hình là một thứ cực kỳ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm của chúng ta mà nhiều người lại không quá quan tâm khi mà lựa chọn một chiếc điện thoại. Những thay đổi về mặt cấu hình, hiệu năng, về pin, về thiết kế thì các bạn sẽ cần một khoảng thời gian để trải nghiệm để nhận ra khác biệt. Nhưng mà chỉ một thay đổi nhỏ về màn hình thôi thì cũng đã khiến các bạn cảm nhận về việc sử dụng điện thoại nó khác đi rất là nhiều rồi. Màn hình cũng là thứ chúng ta xem hàng ngày và trực tiếp tương tác với điện thoại, do vậy nên là một cái màn hình tốt cực kỳ quan trọng. Với kích thước 6.4 inch, độ phân giải Full HD Plus và tấm nền AMOLED, chất lượng hiển thị của Oppo A93 thuộc top những chiếc máy tốt nhất trong tầm giá theo quan điểm cá nhân của mình. Tính ra các thông số khác thì sản phẩm này có độ sáng tối đa lên tới 800 nit, mức độ tương phản động là 5 triệu trên 1. Và giải màu trên màn hình này thì còn có hỗ trợ cả HDR nữa, nên là thật sự trải nghiệm trên màn hình của A93 khá là tuyệt vời đối với riêng mình, đương nhiên là trên phân khúc giá 7,5 triệu đồng của sản phẩm này. Ngoài ra trên màn hình của sản phẩm này chúng ta còn sở hữu thêm hai công nghệ nữa là camera kép được nhúng ở góc trên bên trái của màn hình. Camera của sản phẩm này dù là hai cái nhưng mà kích thước rất là bé, không ảnh hưởng nhiều tới trải nghiệm. Ở bên dưới thì chúng ta sẽ có vân tay được nhúng bên trong màn hình. Vân tay trên sản phẩm Oppo thì luôn nhanh, nhạy, mức độ chính xác khá là cao. Oppo A93 được trang bị 4 camera sau cùng 2 camera trước mà Oppo gọi là 6 camera AI. Đúng là với những cái cam chính hay là camera góc siêu rộng mà chúng ta biết nó có mục đích làm gì. Nhưng mà với những camera phụ 2 chấm thì nhiều người còn đang mông lung. Theo mình, những cái camera phụ này bổ sung cho việc rất là nhiều chế độ chụp được trang bị trên chiếc Oppo A93 này. Quay trở lại với cảm biến chính trên sản phẩm này, chúng ta sẽ có sensor 48 chấm và sensor này là Samsung GM1 chứ không phải là cảm biến Sony. Do vậy nên chất lượng ảnh theo mình là khá tốt trong điều kiện đầy đủ sáng, ảnh nhiều chi tiết và cái màu sắc lên tương đối rực rỡ, nhất là việc kết hợp với chế độ AI màu đến từ Oppo nữa. Tuy nhiên, trong một số điều kiện bắt đầu hơi thiếu sáng thì ảnh sẽ có hiện tượng bệt. Đồng thời là HDR trên sản phẩm này cũng hoạt động ổn định nhưng mà mức độ hiệu quả thì theo mình là không quá cao. Camera của Oppo A93 theo mình khá là mạnh ở khoảng chụp người, chụp chân dung với những cái chế độ đi kèm trên sản phẩm này. Ví dụ như là AI Beauty 2.0 này,
chế độ xóa phông bokeh, xóa phông AI màu, rồi chụp siêu nét ban đêm, rất là nhiều chế độ khác nhau mà mình sẽ chia sẻ cụ thể hơn trong một bài đánh giá và hướng dẫn chụp ảnh trên cái sản phẩm này. Ngoài ra về camera selfie trên sản phẩm Oppo thì đương nhiên rồi, theo mình Oppo là thương hiệu mà làm camera selfie tốt nhất trên thế giới, là không có lý do gì khiến cho A93 không có một camera selfie xuất sắc trong tầm giá cả. Về mặt cấu hình thì Oppo A93 thay vì được sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 665 như A92 thì chúng ta đang được chuyển sang sử dụng con chip đến từ MediaTek có mã hiệu là Helio B95. Đó là một con chip mới. Nghe về tên gọi thì có vẻ là một sự cắt giảm vì chip Snapdragon mặc định là mạnh hơn MediaTek, nhưng mà câu trả lời ở đây là không. Trải nghiệm thực tế của mình cùng Helio B95 khá là tốt, bởi vì đó là con chip có CPU mạnh, xung nhiệt tối đa lên tới 2.2 GHz, nên là tốc độ mở app, load app rất là nhanh với những cái app nhỏ thông dụng. Kết hợp với đó thì đó là một máy có RAM nhiều, dung lượng RAM mặc định là 8 GB, nên là việc đa nhiệm hay chuyển đổi ứng dụng trong quá trình sử dụng của mình thì cũng rất là thoải mái. Quay trở lại vấn đề của Helio B95 thì đó không phải là con chip tốt nhất trong tầm giá này để chơi game, và ngay cả Oppo A93 cũng là không phải là một chiếc máy tuyệt vời dành cho việc gaming vì nó mỏng như thế này mà. Với vậy nên mình cũng đánh giá một cách khách quan nhất về mặt chơi game thôi. Mình chơi một tựa game thông dụng mình chơi thường xuyên trong thời gian gần đây là TFT Mobile. Máy có thể chơi khá là ổn ở mức 60fps, riêng máy mạng đi chợ thì giật lag một chút. Cuối cùng là về pin thì sản phẩm này có một sự cắt giảm tương đối là lớn so với người anh em của mình về dung lượng thực tế sử dụng. Sản phẩm này sẽ có viên pin 4000mAh thay vì 5000 như là A92. Nhưng mà theo mình, một người đã trải nghiệm trực tiếp cả hai sản phẩm này thì thời lượng sử dụng của A93 dù là pin nhỏ hơn nhưng mà sẽ không thấp hơn quá nhiều so với A92. Để có được cái thời lượng sử dụng tốt như thế này trên sản phẩm dù viên pin không lớn là nhờ hai thứ theo mình. Thứ nhất là sử dụng màn hình AMOLED. Cái màn hình này thì tiết kiệm năng lượng tốt hơn so với màn hình LCD truyền thống. Thứ hai, con chip Helio B95 cũng là một con chip tối ưu hóa năng lượng tốt hơn Qualcomm Snapdragon 665. Với trải nghiệm của mình thì sản phẩm này có thể on screen lên tới 9 tiếng đồng hồ với toàn bộ những cái tác vụ thông dụng, có chơi game và xem rất nhiều Netflix. Sản phẩm này có hỗ trợ công nghệ sạc nhanh theo Oppo quảng cáo là 18W, và theo trải nghiệm thực tế và thử nghiệm của mình thì công nghệ 18W này tương thích rất là tốt với sạc của quyết sạc Qualcomm. Không biết có phải là quyết sạc hay không, nhưng mà các bạn có thể sử dụng cục sạc quyết sạc 3.0 18W của những thương hiệu khác thì vẫn có thể sạc nhanh cho sản phẩm này được. Thời gian sạc đòi cái viên pin trên sản phẩm này là khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tổng kết lại thì với mức giá cao hơn 500.000 so với Oppo A92, giá niêm yết của A93 là 7.490.000 đồng, thì các bạn đã sở hữu được những nâng cấp khá lớn ở màn hình, thiết kế và camera. Do vậy nên mình nghĩ cái việc sản phẩm này tiếp tục được người dùng đón nhận và một sự lựa chọn rất là tốt trong phân khúc giá là điều hoàn toàn dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu các bạn thiên vào việc cần một chiếc máy thật tuyệt vời để chơi game hay là dung lượng pin cực kỳ khủng á, thì A93 không phải là sự lựa chọn tối ưu nhất trong tầm giá. A93 là một chiếc điện thoại toàn diện và dành cho tất cả mọi người. Đó là quan điểm của mình được chia sẻ trong video ngày hôm nay. Các bạn nghĩ sao về Oppo A93 và những ý kiến mình chia sẻ thì comment bên dưới phần bình luận của video này nhé. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau.